Rồi sau đây là mình test cái chiếc S150 nha. Xe này là full nồi tô luôn. Đi cục mô bên sườn Anderson, màu đỏ chỉnh nóc với đi Anderson, Uri Anderson luôn. Thì xe này là được lên lò xo đầu và mài cam theo bài với số xích bóp. Nói chung là canh chỉnh lại theo kiểu là gần full 150 á. Rồi bây giờ là mình đề máy thử rồi. Đó, bô em bô chưa lên cổ luôn. Bây giờ xe này là bô bỏ toan nha anh em, mà mình này cho anh em nghe thử nha. Mát biết là mình đã chỉnh ok hết rồi. Đó, mình quay lại anh em là cái dòng tua máy của nó là đang ở nằm mức 13.000. Thì máy rất là ok. Không, mình để mình quay ngang thử nha. Mình nhích nhẹ thôi. Không, mình chỉ cần nhích nhẹ ống ga thôi là nó lên tới 4.000 rồi. Không, mình lên hết ga nè. Là mình dặn phát gấp luôn á, mình dặn một phát màu là lên mức tối đa của nó. Ừ, mình thông báo anh em là nếu anh em có muốn làm canh cục Adaser mà muốn map á hết cỡ á thì anh em nên vô lò xo đầu nha, để tránh tình trạng bốn cây xúc bắp gặp và đá nhau. Rất là nhẹ. Rồi, ok. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ nha.